5 cái lý do, 5 cái điểm mà chúng ta thường bỏ qua, chúng ta ít để ý tới. Nó lại là những nguyên nhân khiến các bạn gặp phải những sự cố, rơi rớt và chạm va quệt. Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với Chorai Channel. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đó là chia sẻ với các bạn thêm những cái kinh nghiệm cũng như là những cái kỹ năng mà chúng ta khi mà các bạn bay flycam sao cho nó an toàn. Thì trong video này thì mình sẽ nêu ra một vài những cái nguyên do mà ít ai nhắc tới, ít ai để ý tới khiến cho các bạn gặp phải những sự cố về flycam như là rơi rớt hay là va đập trong quá trình chúng ta điều khiển. Thì ngoài những cái lý do mà mình đã nhắc tới rất nhiều trong những video trước đây, ví dụ như là các bạn phải kiểm tra cái điểm GPS trước khi bay này, điểm homebound, điểm xuất phát, rồi là giới hạn cái vị trí bay, độ cao return to home, độ cao tự động trở về, rồi là tầm xa, rồi là chúng ta kiểm tra pin, kiểm tra thời tiết, kiểm tra khu vực bay. Đó, thì đấy là những cái mà lưu ý chính trước khi các bạn bay thì mình đã chia sẻ nhiều rồi. Đó, thì flycam là một cái thiết bị rất là nhạy cảm nha các bạn nhé. Tức là cái thiết bị này khi mà các bạn điều khiển nó rồi bay khuất tầm mắt thì rõ ràng là nó không giống như những cái đồ chơi khác. Những đồ chơi điều khiển từ xa khác, ví dụ như là xe điều khiển từ xa hay là tàu thuyền thì vẫn trong cái tầm nhìn của chúng ta, tầm quan sát của chúng ta. Và cho dù nó gặp sự cố thì nó cũng không thể mất, không thể thất lạc được, đúng không các bạn? Tuy nhiên flycam thì nó khác. Khi mà bạn bay xa đi rồi, bay xa vài trăm mét, vài cây số đi rồi thì rõ ràng là khi mà cái khoảng không đó chúng ta không nhìn thấy nó nữa rồi. Chúng ta hoàn toàn kiểm soát nó bằng cái tay cầm điều khiển từ xa và qua màn hình app. Thì rõ ràng là cho dù các bạn có đòi hỏi là các bạn phải có một cái kinh nghiệm bay này, này bay nhiều, có kinh nghiệm bay, có khả năng chúng ta xử lý được những cái tình huống nó báo về trên cái điện thoại, hoặc là chúng ta phải có những kỹ năng thành thục điều khiển nó cho nó nhuần nhuyễn rồi thì mới đảm bảo được cái độ an toàn đó. Còn đối với những bạn mới chơi thì chúng ta phải nắm được một vài những cái lưu ý hết sức là quan trọng nhé. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ chia sẻ ra một vài những cái lý do mà mình đã từng gặp phải, hoặc là những khách hàng đã từng gặp phải và chia sẻ với mình. Đó thì đó là cái nguyên do mà khiến cho flycam nó gặp những cái sự cố hư hỏng rơi rớt gì đó. Thứ nhất đó là khi mà chúng ta cất cánh flycam thì các bạn phải cất cánh ở một cái nơi rộng và ở trên không có mái che, tức là chúng ta tránh đặt flycam dưới một cái vòm cây, dưới một cái tán cây hay là một cái mái che nào đó mà các bạn nghĩ là chúng ta sẽ đặt dưới đó xong các bạn sẽ bay lên và chúng ta điều khiển đi ra cái khu vực trống rồi mới bay cao lên thì không nên các bạn nhé. Bởi vì sao? Thì cái lỗi này nó sẽ xảy ra khi mà các bạn return to home, tức là cho nó tự động bay trở về đó. Tức là cái nguyên lý khi mà cái tính năng return to home nó kích hoạt có nghĩa là nó sẽ giảm cái tầm xa. Đấy, nó sẽ bay về gần trên đỉnh đầu của cái vị trí xuất phát đó, bắt đầu nó mới hạ độ cao dần xuống. Đó thì đó là return to home như vậy. Và trong quá trình nó return như vậy thì nó sẽ không có né được vật cản. Đó, trừ phi những cái flycam cao cấp nó có cảm biến vật cản thì không nói. Còn đây với những đa phần những dòng flycam giá rẻ và tầm trung thì nó về theo đường thẳng như vậy thôi các bạn. Giảm tầm xa và nó sẽ hạ độ cao xuống. Và như vậy thì rõ ràng là nếu như trong quá trình nó bay giảm độ cao như vậy mà nó gặp một cái vật thể vật cản, đó, mái tôn hay là mái tre hay là cây cối tán cây ấy là nó sẽ đâm rồi các bạn. Trừ phi mà các bạn nó bay về gần đó và các bạn lấy lại được cái kết nối với cái tay cầm, chúng ta tắt return to home đi và các bạn điều khiển né nó ra hạ xuống thì không sao. Còn đối với trường hợp ví dụ như mà nó return to home do là tay cầm hết pin đó, hoặc là nó mất sóng kết nối gì đó mà gần cái khu vực mà các bạn bay rồi, gần điểm xuất phát mà vẫn chưa lấy lại được kết nối thì nó cứ thế mà nó hạ thôi các bạn. Và rõ ràng như vậy thì nó sẽ đâm phải ngay cái vật cản và gây ra cái rơi máy bay ngay lập tức. Đó thì đó là một cái trường hợp mà ít ai để ý tới các bạn nhé. Và rất nhiều người gặp được phải rồi đó các bạn. Tức là các bạn cất cánh ở dưới tán cây xong rồi các bạn bay né ra rồi mới bay lên cao là không nên. Tốt nhất là các bạn hãy đem ra khu vực thật trống trải này, phía trên của máy bay không có một cái gì hết, là một khoảng không đó, và chúng ta bay cất lên là an toàn nhất. Thì đó là cái lưu ý đầu tiên. Một lưu ý tiếp theo nữa là các bạn bay flycam muốn cất cánh lên ở đâu, bay từ cái vị trí nào bay lên thì chúng ta hãy đem ra vị trí đó, rồi các bạn hãy bật máy bay lên và chúng ta lấy cali lại, lấy mặt phẳng rồi là cali GPS sau. Tránh cái trường hợp mà các bạn bật flycam ở chỗ này xong các bạn mới đem ra chỗ khác rồi các bạn bay lên thì không nên nhé. Tại vì như thế này, đối với những dòng flycam giá rẻ đó thì cái điểm homebound, điểm xuất phát của nó thì nó đôi lúc nó sẽ tự động cập nhật các bạn nhé. Tức là nó sẽ cập nhật ở cái vị trí mà các bạn bật máy bay đó, mặc dù các bạn đem
Ví dụ các bạn ở trong nhà, các bạn đem ra chỗ khác tầm cách đó tầm 15 mét, các bạn mới bay lên. Thì khi mà nó return to home, nó sẽ cập nhật cái điểm humbone ở trong nhà, chứ không phải là cái vị trí mà các bạn cho nó quay và nó bay lên đâu. Đấy, thành ra là lưu ý cái này. Thì cái trường hợp này cũng có thể gây ra cái sự cố đó là sai điểm humbone, và khi nó return to home, nó động trở về thì nó cũng sẽ đáp sai vị trí, có thể là gây ra một vài những cái sự cố gì đó. Thì lưu ý các bạn nhé, cái này thì một vài người đã gặp phải rồi. Đối với những dòng flycam tầm trung và cao cấp thì cái điểm humbone nó sẽ cập nhật cách chính xác ở cái vị trí mà các bạn quay cánh và bay lên á. Tuy nhiên thì với flycam giá rẻ, những cái mẫu giá rẻ tầm dưới 3 triệu thì đôi khi, và có GPS á, thì đôi khi nó cũng gặp phải sự cố này. Đấy, chúng ta lưu ý. Tiếp theo một cái lưu ý thứ ba nữa. Đó, thì nhiều người chúng ta mới chơi flycam, các bạn mua flycam về chúng ta hay là háo hức bay, đúng không các bạn? Tức là muốn bay ngay lập tức và bỏ qua những cái lưu ý về việc đó là khảo sát khu vực bay, tránh những nơi đông người hay là những cột sóng gây ảnh hưởng tới sóng của máy bay. Đó, thì nhiều người chúng ta hay là ở trong chung cư thì các bạn cất cánh lên ở trong cái khuôn viên của chung cư, thì cái này hơi nguy hiểm nha các bạn nhé. Tức là các bạn biết là cái flycam nó có cái bước đó là Kali Compass, tức là Kali lại cái la bàn điện tử trong flycam, và cái la bàn điện tử này nó bị ảnh hưởng bởi cái từ trường do những cái kim loại gây ra các bạn nhé. Thành ra là khi các bạn bay trong gần chung cư hoặc là gần những cái công trình xây dựng đó có nhiều sắt thép, thì khi bay lên cao đó rồi thì những cái vật liệu sắt thép đó nó sẽ gây ra một cái từ trường, nó ảnh hưởng tới cái la bàn điện tử ở trong flycam. Nó thành ra là nó sẽ làm cho flycam mất phương hướng, nó chệch hướng đi một chút. Nó thành ra là cũng gặp phải những cái sự cố nếu như các bạn điều khiển của nó hướng flycam nó không bay theo đúng như ý muốn của chúng ta, mà nó bay hơi chệch, thì cũng có thể là nó va quẹt vô một cái vật thể gì đó, vật cản gì đó xung quanh. Đó, thì là cũng gây ảnh hưởng tới flycam, gây ra rủi ro hỏng hóc. Đó, các bạn lưu ý, chúng ta phải né những cái công trình xây dựng ra, né chung cư ra, là đây là một cái lưu ý thứ ba. Pin của flycam đạt ở mức 30% pin thì các bạn tốt nhất là chúng ta nên hạ cánh ngay lập tức, chúng ta không bay nữa các bạn nhé. Đấy, thì bởi vì là mức pin ở dưới 30% rồi thì cái tốc độ tiêu hao nhiên liệu của pin rất là lớn các bạn nhé. Nếu mà các bạn vẫn còn cố bay ở trên trời mà chúng ta vô tình bay vào một cái khu vực mà nó có gió lớn đi một chút thì cái tốc độ hao pin nó sẽ tăng nhanh hơn. Đó, thành ra là cái nguy cơ mà không đủ pin để bay về, khi mà chúng ta cài đặt cái chế độ return to home ở một cái mức pin ví dụ như là 15%, nó sẽ return to home, hoặc là 20% là như vậy, thì chúng ta hay chủ quan đó là chưa đạt tới cái mức đó, vẫn còn trên pin, vẫn còn tầm 30-35%. Đấy, thì chúng ta cứ bay khi nào mức đấy thì gần mức đấy thì chúng ta mới hạ là rất là nguy hiểm. Tại vì là khi mà return to home nó đã kích hoạt thì lúc đấy thì nhiều người mới chơi chúng ta hay bị luống cuống, đó là chúng ta không tắt return to home mà cứ mặc kệ cho nó tự hạ thôi. Và khi nó tự hạ như vậy thì nó sẽ phải bay lên cái độ cao mà chúng ta cài đặt. Đó, thì thành ra là bay cao lên nữa thì lại hao pin. Đấy là tốn pin. Thành ra là nói chung quy lại đó là liên quan tới việc đó là không đủ pin để nó hạ cánh. Đó, thành ra là dưới 30% pin chúng ta nên tốt nhất là hạ cánh lập tức để đảm bảo an toàn cho flycam, bởi vì các bạn vẫn cứ giữ cái flycam ở trên chờ và các bạn bay á, thì có những cái rủi ro mà chúng ta không lường trước được. Đấy. Và nhiều người gặp phải những tình huống này như này rồi, rơi máy bay phần lớn là do các bạn thường bỏ qua tới phần trăm pin tối thiểu để chúng ta có thể hạ cánh. Đối với những flycam cao cấp tầm trung thông thường thì 30% pin thì nó vẫn đủ thời gian, khá là nhiều thời gian, tầm khoảng hơn 10 phút để các bạn có thể là bay và hạ cánh, thì cái đấy thì an toàn rồi. Còn mình đang chia sẻ chúng ta chú ý tới những mẫu flycam tầm giá rẻ đó. Và một cái lưu ý cuối cùng, lưu ý thứ 5 mà mình muốn nhắc tới trong video này, đó là đối với những mẫu flycam giá rẻ tầm 3-4 triệu trở lại thì chúng ta không nên bay test tầm xa, test mát tầm xa trong thành phố các bạn nhé. Điều này hết sức là nguy hiểm. Tại vì là trong thành phố thì biết là có rất nhiều những cái thiết bị sử dụng sóng vô tuyến, nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái sóng điều khiển của tay cầm, và kể cả những khu vực mà nó cấm cả sóng GPS, ví dụ là gần sân bay, khu vực quân sự, an ninh, quốc phòng của nhà nước, nó như vậy. Thì đối với những mẫu flycam giá rẻ, đặc biệt là giá rẻ, thì cái mạch GPS của nó không được ổn định và nó nhạy, nó mạnh như là những flycam tầm trung hay là cao cấp. Thành ra là cái chúng ta không nên hoàn toàn phụ thuộc vào cái sóng GPS, chúng ta cứ chủ quan nó là mất kết nối thì máy bay sẽ nghiễm nhiên tự bay về vị trí xuất phát một cách an toàn, là chúng ta không thể nào chúng ta phụ thuộc vào điều đó được các bạn nhé. Đối với những mẫu flycam tầm trung cao cấp thì không nói,
Còn đối với những mẫu flycam giá rẻ thì cái này là vẫn có những cái rủi ro liên quan tới cái việc mà return to home các bạn nhé. Flycam về khu vực nông thôn rộng rãi, đấy, trống trải thì các bạn có thể bay thoải mái thì không sao rồi, nhưng mà trong thành phố với những mẫu flycam giá rẻ chúng ta nên bay trong tầm quan sát thôi. Đấy, nếu như các bạn vẫn muốn bay để quay để chụp một cái gì đó thì bay trong cái tầm quan sát của chúng ta thôi là an toàn. Còn đối với những trường hợp mà các bạn bay đi khuất tầm mắt, bay xa, đẩy xa quá, chúng ta không nên để ý vào cái việc đó là cái, ví dụ như mẫu F11 này nó bay xa tầm khoảng 3 cây là lý thuyết đúng không các bạn, trong thành phố mà các bạn cứ đẩy tầm hơn 1 cây thì khả năng cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Đấy, mình luôn luôn cân nhắc đó là các bạn phải tìm một khu vực thật rộng rãi để bay, tránh những khu vực nhạy cảm như mình đã chia sẻ ở những video trước đây rồi đó, thì các bạn bay mới an toàn được. Thì vừa rồi mình đã liệt kê lại đó là 5 cái lý do, 5 cái điểm mà chúng ta thường bỏ qua, chúng ta ít để ý tới mà nó lại là những nguyên nhân khiến các bạn gặp phải những sự cố về flycam, rơi rớt va chạm va quẹt gì đó. Đó thì đây là những cái mà trường hợp mình đã gặp phải rồi đó, thì thực tế là như vậy, thì mình chia sẻ với các bạn để chúng ta có một cái kinh nghiệm bay nó an toàn với flycam nhất các bạn nhé. Hy vọng là video này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc chúng ta bay flycam, có những cái chuyến bay nó an toàn. Nhớ subscribe và nhấn cái chuông để đón xem những video mà mình sẽ chia sẻ trong lần tới về flycam nữa các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.